Hi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Nghĩa Miền Tây, lại là mình đây. Thì mời mấy bạn ngắm những cái con chim cánh cụt ở đảo Phú Quốc nha các bạn. Rất là dễ thương nha. Đó. Đi tung tăng vậy rất là chịu nổi không? Trời ơi. Những cái mà ngọt ha các bạn, nó có thể bơi dưới nước luôn. Đây là đặc tính của loài chim này. Mình đó giờ mình tưởng đâu là nó không có bơi dưới nước chứ. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Chúc các bạn có những phút thư giãn thật là thoải mái nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau nha. Số một cái mã số một cái màu cái dòng này là ngày tháng năm nó được gì đây, khu vực bánh nó là ở đâu?